Tượng gỗ thần tài, nguồn gốc và ý nghĩa cách bài trí cho người mới bắt đầu. Thờ cúng tượng gỗ thần tài từ lâu đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa dân tộc Việt Nam, với quan niệm thần tài sẽ mang đến cho gia chủ nhiều tài lộc và hạnh phúc. Ngay từ buổi ban đầu hình thành, người ta đã biết tục thờ cúng các vị thần, trong đó thần tài là phổ biến. Nhưng để hiểu rõ hơn về ý nghĩa và nguồn gốc của tượng gỗ thần tài thì mời mọi người hãy cùng theo dõi nội dung video sau. Đầu tiên thì chúng ta cùng tìm hiểu về thần tài là ai và nguồn gốc ra đời của thần tài. Hình tượng thần tài trong văn hóa lịch sử. Trong thời Trung Hoa cổ đại thì thần tài được biết đến là một trong những nhân vật lịch sử có thật. Ông tên thật là Phạm Lãi, là một trong những trung thần của vua Việt Vương Cầu Tiễn, một vị vua cuối thời kỳ Xuân Thu trong lịch sử Trung Quốc. Ông là một trong những vị trung thần hết lòng phò tá vua trong những cơn hoạn nạn lúc bấy giờ. Sau khi phò tá và giúp đỡ vua dẹp loạn trị vì nước nhà, ông đã từ quan bỏ trốn cùng với người yêu tên là Tây Thi, từ bỏ trốn qua trường ồn ào về ở ẩn. Sau đó ông chuyển sang đi buôn bán và không lâu sau ông đã trở thành một nhà buôn giàu có, thành đạt và được mọi người sau đó được tôn thành một vị thần gọi là thần tài. Người xưa đã miêu tả hình ảnh của ông với một người mặt đen, râu rậm, cưỡi trên mình một con cọp đen, trên tay cầm roi. Theo truyền thuyết thì thần tài được gọi là một vị cai quản tiền bạc, chất giữ tài lộc trên thiên đình. Sau một lần say rượu, ông đã vô tình đi và va vào đá và rơi xuống trần gian. Khi tỉnh dậy, ông không biết mình là ai và đã đi lang thang khắp nơi để ăn xin. Lạ thay, khi xuống trần gian, ngài đem may mắn tài lộc đến cho mọi người cũng như những nơi ngài đã đi qua. Từ đó dân gian có câu thần tài gõ cửa. Khi thần tài bay về trời là ngày mùng 10 âm lịch, từ đó dân gian lấy ngày đó là ngày vía thần tài và tin tưởng rằng những ngày này sẽ đem lại nhiều tài lộc, may mắn. Tục mua vàng, lấy may mắn đem lại nhiều tài lộc sung túc của cả năm cũng được người dân quan niệm trong ngày này. Và kể từ đó cứ đến mùng 10 Tết thì mọi người lại nô nức đi mua sắm, sinh lễ về thờ cúng ông với mong ước cả năm có thể gặt hái được nhiều tài lộc, tiền tài sung túc đầy nhà. Nguồn gốc và tục thờ cúng tượng gỗ thần tài. Tục thờ cúng tượng gỗ thần tài xuất phát từ Trung Quốc, đến khoảng thế kỷ thứ 20 thì mới xuất hiện ở nước ta. Theo truyền thuyết, Trung Quốc có một người lái buôn tên là Âu Minh, khi đi qua hồ Thanh Thảo thì đã vô tình gặp được Thủy Thần, một vị thần cai quản sông hồ, và đã được Thủy Thần ban cho một người gia nhân tên là Như Nguyệt. Âu Minh bèn đem Như Nguyệt về nuôi trong nhà. Từ đó công việc của Âu Minh đã làm ăn mỗi ngày một thăng hoa và phát đạt. Trong một ngày Tết, vì một lý do nào đó, Âu Minh đã tức giận đánh Như Nguyệt. Như Nguyệt do quá sợ hãi nên đã chui vào đống rác và biến mất mãi mãi. Kể từ đó, việc của Âu Minh bắt đầu thô lỗ, thất bát, một thời gian sau trở nên nghèo sắc sơ. Sau khi nghe xong câu chuyện đó, dân gian đã cho rằng Như Nguyệt chính là thần tài và bèn lập đền để thờ cúng. Chính vì thế, tượng thần tài luôn được để ở một góc trong nhà, theo điển tích trên mà từ đó xuất hiện tục kiêng quét nhà, quét rác trong ngày 3 ngày Tết vì sợ sẽ làm mất đi chỗ ẩn náu của thần tài. Thần tài mang một yếu tố tâm linh trong đời sống văn hóa của người Việt Nam nói riêng và Đông Á nói chung. Tuy mỗi câu chuyện sử tích về tượng thần tài là một hình ảnh khác nhau nhưng lại mang điều chung một ước nguyện, đó là cầu mong được may mắn và tài lộc. Tượng gỗ thần tài mang đến sự hanh thông, buôn may bán đắt trong kinh doanh, gặp nhiều quý nhân phù trợ trong sự phát triển. Tượng gỗ thần tài giúp trông qua tiền bạc của cả trong gia đình, mang lại may mắn cho công việc buôn bán kinh doanh. Với ngày càng tài lộc, buôn may bán đất, tiền vào như nước, mang lại phước lành, gõ cửa cho gia chủ. Khi đặt tượng trong nhà sẽ giúp cho công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng, tiền tài kéo đến ùn ùn, cuộc sống trở nên ấm no hạnh phúc. Chính vì thế tượng gỗ thần tài được rất nhiều người coi trọng và đặt ở các vị trí quan trọng nhất trong nhà. Vị trí đặt tượng gỗ thần tài trong phong thủy. Theo phong thủy, vị trí đặt tượng gỗ thần tài thích hợp nhất là hướng ra ngoài cửa, đối diện với cửa trước. Bức tượng dù lớn hay nhỏ đều mang một ý nghĩa tích cực đến cho gia đình của bạn. Không giống như những vị thần khác, tượng thần tài nên đặt thờ cúng ở dưới đất, một góc nhà đều được giúp đón nhiều năng lượng tràn vào nhà và luôn chuyển khí năng lượng thịnh vượng lan tỏa khắp ngôi nhà. Vị trí đặt tượng thần tài để đạt hiệu quả tốt nhất là cung thiên lộc và cung quý nhân. Thờ cúng ai cũng nên cần xem phong thủy. Dưới đây là những vị trí không nên thờ tượng. Những hướng như Đông Bắc, Tây Nam thuộc hướng ngũ quỷ nên sẽ không tốt khi đặt bàn thờ thần tài. Không đặt tượng thần tài ở vị trí thùng rác hay nhà vệ sinh, nhà bếp, đặc biệt là tránh những nơi góc khuất, tài vận sẽ không ngụ được. Vừa rồi thì chúng ta vừa nghe chia sẻ về thần tài là ai và ý nghĩa cũng như là cách bài trí tượng thần tài trong không gian nhà để phát huy hết giá trị phong thủy. Để lựa chọn được một tượng thần tài
chất lượng và đảm bảo hết về giá trị phong thủy thì chúng ta có rất nhiều yếu tố. Nhưng yếu tố quan trọng nhất thì chúng ta nên để ý đến đó chính là cơ sở sản xuất và tạo tác ra các pho tượng thần tài. Trung tâm Đồ Gỗ Văn Sáu thì đã có rất nhiều năm kinh nghiệm về tượng gỗ cũng như là các món đồ phong thủy. Hôm nay thì Đồ Gỗ Văn Sáu có 2 bức tượng thần tài được làm trên chất liệu gỗ Nung Yến muốn giới thiệu đến cho tất cả quý vị đang theo dõi kênh, để mọi người có thể biết và tìm hiểu tham khảo về các mẫu tượng thần tài. Và chúng ta sẽ cùng đến với mẫu thần tài đầu tiên. Thì mẫu thần tài này thì được làm trên chất liệu gỗ Nung Yến, hàng hoàn toàn là liền khối và được đục bằng tay thủ công của người nghệ nhân. Mẫu này sẽ có kích thước như sau: chiều cao là 47, chiều rộng 43 và chiều sâu là 24. Tác phẩm được đục chạm đó là một vị thần tài đang ngồi rất ung dung, trên tay cầm một thỏi vàng và ngồi ở trên các khối đồng tiền xu. Ngay bên cạnh ngài là một bình hồ lô. Mẫu này thì Đồ Gỗ Văn Sáu cũng sẽ báo giá ngay trong video, đó là giá 4 triệu đồng. Quý vị và các bạn sẽ được kiểm tra hàng và bao cước vận chuyển khi mua các sản phẩm trong video ngày hôm nay. Và tác phẩm thứ hai quý vị và các bạn đang được nhìn thấy đó là tác phẩm tượng thần tài với kích thước chiều cao là 47, chiều rộng 92 và chiều sâu là 26. Tác phẩm này thì tượng thần tài được đục đang ngồi ở trên một cái bị thiền và trên tay ngài thì có cầm một gậy như ý, và một tay bên này thì ngài có cầm một thỏi vàng. Ngay phía bên tay của ngài thì còn có một chú tiểu đồng nữa. Thì tác phẩm này được đục chạm, nét mặt của ngài rất khoan thai và ung dung. Ở phần bên dưới thì là những đường nu gai hoàn toàn là tự nhiên của chất liệu dòng gỗ Nung Yến Thái Nguyên. Và đối với tác phẩm này tôi cũng sẽ báo giá luôn trong video, thì sẽ có giá là 4 triệu đồng. Quý vị và các bạn mua sẽ được bao cước vận chuyển và kiểm tra hàng kỹ lưỡng trước khi thanh toán. Và với hai bức tượng thần tài được chế tác trên chất liệu gỗ Nung Yến, Đồ Gỗ Văn Sáu sẽ đảm bảo cho tất cả quý vị và các bạn đó là 100% gỗ Nung Yến và sẽ được kiểm tra hàng kỹ lưỡng trước khi thanh toán. Quý vị và các bạn muốn mua hàng hãy để lại số điện thoại ở dưới phần bình luận, hoặc có thể nhấc máy liên hệ tới số điện thoại 0968 152070 và 0972 282070 để đặt hàng. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi nội dung video. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các nội dung tiếp theo.